kính chào quý vị và các bạn. Sáng nay thì vùng áp thấp ở trên khu vực phía nam của Philippines đã vượt qua đảo Palawan, Philippines và đi vào Biển Đông. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng là 20 km và có khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Bà con đang hoạt động trên biển thì cần chú ý theo sát các bản tin thời tiết để có thể chủ động hướng đi, tránh khỏi các vùng thời tiết xấu và hãy ghi nhớ tần số 7903 kHz để được trợ giúp khi gặp phải sự cố. Còn về thời tiết ngày hôm nay, khắp các vùng biển từ Bình Định trở xuống đến Cà Mau, ra đến giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa, tương ứng với khu vực màu đỏ này, nơi mà bà con có thể khai thác nghề dê với năng suất cao 70 kg trên 1 km lưới. Tại khu vực này thì trời sẽ có mưa dông cả ngày, trong cơn dông còn tiềm ẩn gió giật mạnh và lốc xoáy nguy hiểm. Tầm nhìn xa thì cũng giảm xuống là từ 4 đến 10 km trong mưa. Đối với khu vực giữa Biển Đông thì quý vị còn phải lưu ý là sóng sẽ có lúc cao đến 3 mét biển động. Còn với vùng biển từ Vịnh Bắc Bộ trở xuống đến Quảng Ngãi, hôm nay thời tiết cũng chuyển xấu, trời có mưa dông, kèm theo đó là lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ mai, gió có thể tăng lên ở mức là cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, độ cao sóng là từ 1 đến 2 mét biển động. Còn tại huyện đảo Hoàng Sa, ngoài mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh, thì bà con còn cần phải lưu ý đến độ cao sóng, sóng ở đây cũng cao là từ 2 đến 3 mét. Còn về thời tiết đất liền Trung Bộ, từ hôm nay đến ngày 8 tháng 10, thì khắp khu vực từ Thanh Hóa trở xuống đến Bình Định sẽ có mưa dông. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tương ứng với các vùng màu xanh lá như thế này. Tổng lượng phổ biến là từ 150 đến 300mm, thậm chí là có nơi trên 350mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại vùng núi hay là ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Do có mưa nên là nhiệt độ khắp khu vực ngày hôm nay thì cũng không cao, chỉ phổ biến ở mức là từ 29 đến 32 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục mang đến những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin tiếp theo.